David muốn nói đến giá dầu và chúng ta sẽ theo dõi về giá dầu. Chắc chắn ngày hôm nay thì có rất nhiều người và các sàn cũng như là các nhân viên họ sale chúng ta về giá dầu. Vậy thì nếu nó dễ như thế thì bây giờ ai cũng nộp tiền vào mua dầu thì ai cũng lãi đúng không ạ? Do vậy là thực tế là không phải như vậy. Thì tôi sẽ phân tích một chút về giá dầu thì chúng ta lên mạng chúng ta sẽ xem được các cái cách để chúng ta tìm hiểu về giá dầu. Trong Hot Forex người ta cũng quy định về giá dầu hoặc các sàn Xnet hay là rất nhiều sàn khác cũng có cái quy định. Thế tuy nhiên có một cái website Hiệp hội Xăng dầu họ đưa ra các cái câu hỏi về giá dầu rất là hay. Tôi có thể giao dịch dầu thô vào lúc nào này, bạn có thể giao dịch hợp đồng của Anh và Mỹ bắt đầu từ 8 giờ sáng, 2 giờ Việt Nam và giao dịch liên tục 22 trên 24 đến 5 giờ sáng thứ bảy giờ Việt Nam, đúng không? Giao dịch dầu thô tạm nghỉ 2 tiếng mỗi ngày 6 đến 8 giờ sáng giờ Việt Nam. Chú ý khoảng 5 giờ 15 đến sáng và vào 8 giờ sáng Việt Nam tính thanh khoản có thể biến động rất lớn, do vậy là cái bid ask nó rất là cao. Do vậy nếu những người mà đánh tài khoản lớn thì mới ok được, bởi vì nó sẽ quy định về số lot, số volume ấy, đúng không ạ? Do vậy là chúng ta phải cân nhắc các cái sàn cũng như là các cái tài khoản có thể đánh được 0,01 hay là 0,1. Bởi vì những cái sàn như này thì có thể gì ạ? Đánh được một lot, đúng không ạ? Đây ví dụ đánh một lot đây. Thế thì nếu trong trường hợp bây giờ mua dầu có sao không hay đúng không ạ? Chúng ta mua bây giờ là chết toi chứ, đúng không ạ? Do vậy là chúng ta phải hiểu được cái phân tích kỹ thuật. Khi mà cả thế giới nó bảo là xuống như này mà chúng ta mua vào bắt đáy là với cái tài khoản nhỏ của chúng ta chắc gì đã chịu được. Do vậy là gì ạ? Người ta thường nói rằng là phải bán ra chứ không phải là mua vào. Do vậy đây là cái câu nói kinh điển của Warren Buffett, tức là khi bạn tham lam thì tôi sợ hãi, tức là cả tất cả thế giới mà thích mua thì mình phải là bán ra hoặc là ngược lại, ví dụ thế. Thì hôm nay thì chúng ta có thể xem được là Bitcoin đúng không ạ? Tổng cái lượng tài khoản mua Bitcoin và giá vàng chúng ta cũng đã có lợi nhuận đúng không ạ? Bitcoin và Ethereum hôm nay short sell, giá vàng hôm nay cũng đã đạt đỉnh và đã bán ra, thì ngày hôm nay có cái tỷ lệ chốt lời của giá vàng đó. Và chúng ta có thể nhìn thấy được trong cái Facebook cũng như là các cái Zalo của David cũng đã chia sẻ với các khách hàng đó, Bitcoin ngày hôm nay ăn rất là nhiều đúng không ạ? Tỷ lệ Bitcoin sell đúng không ạ? Sell đúng không ạ? Nạp và rút đúng không ạ? Thì quay trở lại là giá dầu thì các cái bạn tư vấn sẽ nói rằng là anh chị nạp vào mua dầu đi, và bắt đầu từ 0,1 hay là một lót hay như thế nào đó, thì thực sự là chúng ta sẽ phải cảm thấy là chúng ta nên mua hay là nên bán, và chúng ta phải tìm hiểu cái đơn vị giao dịch nó là bao nhiêu đúng không ạ? Khối lượng nó là bao nhiêu. Mỗi lần đặt lệnh bạn phải tối đa 50 lót UK oil. Một lót tương ứng với 100 thùng dầu đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ phải chia ra 100 thùng là bao nhiêu lít. Tuy nhiên là chúng ta phải hiểu rõ ràng là một thùng nó sẽ là bao nhiêu đúng không ạ? Một thùng hiện tại là đang giá dựa trên cái bảng mà chúng ta có thể theo dõi. Đây là cái bảng giá dầu. Đây, lúc này, lát nữa tôi sẽ nói chi tiết về giá dầu lúc này. Vì sao có USOIL.S và vì sao có UKOIL.S đó. Và chúng ta sẽ theo dõi các cái mốc giá để chúng ta đạt được cái tỷ lệ mà chúng ta tính toán được các cái khung mà chúng ta mua bán hay là đặt chốt lỗ hay là chốt lời. Và biến động của buổi tối là phiên Mỹ giá dầu rất là khủng khiếp, do vậy là người ta thường nói là một dầu bằng 5 vàng đó. Và chúng ta sẽ nhìn ở H1 đấy, H1 chúng ta nhìn thấy biến động nó không được mạnh đâu, nhưng mà đây là chúng ta xem đang xem M1 biến động mạnh, nó kệ nó lên lên xuống xuống đúng không ạ? Và với cái tài khoản lớn này chúng ta sẽ cân đối và phân bổ vì sao chúng ta có thể đạt được cái số lot nó cao.
giá dầu US oil.S là 26 đồng, đúng không ạ? Đấy, 30 đồng là US oil, UK là dầu của Anh và dầu tính theo dầu đá phiến của Mỹ. Đấy, nó lại xuống và nó lên xuống xuống, đúng không ạ? Ở khung một phút, cho nên là nó lên rất là nhanh và biến động rất là nhanh. Số pip là 9 pip và 15 pip cũng rất là dễ chịu thôi, đúng không ạ? Chúng ta tìm cái mã dầu để chính xác. Đây, giá dầu chính thức đây, US Oil, đúng không ạ? Nó là 19.6, một trong những cái giá thấp nhất lịch sử. Để ở D1 chúng ta sẽ thấy được thấp nhất lịch sử. W, đúng không ạ? Thấp nhất lịch sử. Hiện tại đánh giá là thấp đến 13, 14 năm, đúng không ạ? Thấp khủng khiếp. Do vậy là gì ạ? Chúng ta có thể nhìn thấy được này, 19.35 trên thùng là mức thấp nhất trong vòng 18 năm. Đúng không ạ? Do vậy những tài khoản nhỏ chúng ta có thể gì ạ? Không phải mua cái loại dầu này đâu, bởi vì dầu này nó có một cái gọi là đáo hạn. Nếu trong trường hợp chúng ta mà ôm, chúng ta mua dài hạn, chúng ta nạp tiền vào mà chúng ta mua sản phẩm này, nếu mà trong trường hợp ví dụ nếu mà bây giờ chúng ta mua thì còn 2 ngày nữa là đáo hạn rồi, thế nếu trong trường hợp nó không lên trong 2 ngày nữa là lập tức bao nhiêu lệnh chúng ta cũng phải đóng lại, đúng không ạ? Bao nhiêu lệnh chúng ta phải đóng lại. Ví dụ bây giờ chúng ta mua giá 19.7 mà 2 ngày nữa nó không lên 22 hay 27 thì chúng ta sẽ bị lỗ, chúng ta sẽ bị đóng lại 2 ngày nữa, chỉ còn 2 ngày nữa thôi. Thế nhưng mà nếu trong trường hợp chúng ta mua 2 ngày nữa chúng ta bắt đầu mới mua thì chúng ta có 1 tháng để đóng cái kỳ hạn này. Do vậy là chúng ta phải xem xét nếu tài khoản lớn hoặc là kỳ hạn, chúng ta sẽ xem xét và hỏi rất là chi tiết để chúng ta có thể mua hay là bán thì mới có thể ok được. Đặc biệt giá dầu nó không đơn giản như chúng ta nghĩ là chúng ta phải mua vào hay là chúng ta phải trữ, bởi vì trữ cái lượng dầu lớn, sự biến động qua đêm nó rất là khủng khiếp khi mà gáp giá. Ví dụ giá bây giờ chúng ta mua tài khoản ở đây nó hoàn toàn sập về 17 thì nó lên luôn, hoặc sập về 16 nó lên luôn, tức là sập một phát ba giá mà tí nữa chúng ta sẽ biết được là số pip của nó. Vậy nếu chúng ta mua chúng ta phải đòi hỏi phải hiểu được rất là chi tiết vì sao chúng ta mua và chúng ta chịu được khoảng độ bao nhiêu giá, bởi vì cái số pip nó biến động khủng khiếp, nó biến động hơn cả giá vàng, hơn cả giá FX, vàng bằng 5 FX. Một dầu thì bằng 5 vàng, chúng ta tưởng tượng như vậy. Cái số lót và số pip của chúng ta sẽ thấy được. Vậy thì tôi chọn giao dịch cái lót dầu UK.S này, mỗi sàn quy định một cái mã khác nhau. Vì sao? Vì thứ nhất đó là nó là điểm spot, nó được cộng giữa cái giá của thị trường Mỹ và thị trường Anh cộng với các mức phí, nó sẽ thành đặc điểm này là 30.67. Tất nhiên nó cũng chạy theo cái giá của giá dầu mà thôi. Đây là hai cái nó chạy theo và nó biến động theo sóng dựa trên cái việc mua và bán. Vậy thì cái này nó sẽ không có kỳ hạn, do vậy nó sẽ chạy theo chủ yếu là các cái mốc giá của thị trường đối với thị trường dầu, gọi là điểm mua theo điểm spot. Chính vì thế nên là chúng ta mua và bán ở cái sản phẩm UKS này nó sẽ tốt hơn. Bây giờ tôi lại nói tiếp đến cái vấn đề giải thích, đúng không ạ? Thứ nhất đó là nếu mà một cái câu nói như thế này, chúng ta nói là giá dầu giảm xuống 19.35 trên thùng, mức thấp nhất trong vòng 18 năm trong trường hợp chúng ta mua. Nếu chúng ta mua, chúng ta phải có chiến lược mua dài hạn. Thế mà vướng cái việc là đáo hạn thì chúng ta phải cân đối trong vòng 1 tháng hay là mười mấy ngày hay là thậm chí 2 ngày. Ví dụ hôm nay tôi đoán chắc rằng là đến kỳ đáo hạn nó sẽ tăng giá, nhưng còn 2 ngày nữa thôi. Nhưng mà ngược lại nếu kỳ đáo hạn nó sẽ dìm giá xuống và nó hit SL thêm. Do vậy những nhà đầu tư lão luyện người ta sẽ bán ra thay vì ta mua vào, sau đó người ta sẽ chọn lựa những cái mô hình để người ta có thể xử lý thông qua cái việc là gì ạ, trữ, tích trữ một cách dài hạn hơn và vật chất hơn. Đó. Do vậy là tính toán được. Vậy thì rất nhiều các cái mô hình mà tôi có thể chia sẻ trong cái ông già đầu tư Facebook này và chúng ta có thể theo dõi và đưa ra các giải pháp. Chúng ta cũng vào đầu tư gì để chúng ta theo dõi các cái video để tôi cũng như là mọi người có thể giao lưu với nhau và tìm hiểu, từ đó đưa ra các cái giải pháp để giao dịch. Vậy thì tôi có cái thiên hướng là giá dầu thực tế nó sẽ về khoảng độ 17, đúng không ạ? Ví dụ
Theo phân tích đúng không ạ, là chúng ta sẽ nhìn thấy các mốc tuyệt vọng của giá nó sẽ rơi về vòng vùng tầm 17 trước khi nó đi lên. Có thể nó sẽ nhắc lại các cái vùng thấp của giá, tức là vùng 19-23 trong đêm nay. Thứ hai nữa là gì ạ, nó sẽ điều chỉnh để sau 2 ngày nữa nó đáo hạn, nó sẽ về vùng 17 thì chúng ta mới có thể xem xét mua vào. Tuy nhiên nếu trong trường hợp chúng ta vội vàng mà mua, chúng ta sẽ rất dễ bị SL hoặc là gì ạ, bị gap rất là nhiều. Tôi vẫn thiên hướng bán ra cho dầu cho việc xuống thêm. Tôi nghĩ rằng đây là một cái kỳ gọi là kỳ tuyệt vọng của giá. Do vậy là việc bơm lên chưa thể là gì ạ, là một cách mạnh mẽ ngay lúc này được. Tôi vẫn có thiên hướng là gì ạ, đẩy giá cho cái việc bán ra ở các cái vùng này. Thế thì chúng ta phải hiểu được các cái mốc giá để chúng ta có thể đánh spot. Và cái này nó không có kỳ hạn, nếu chúng ta nuôi lệnh và chúng ta chờ lệnh thì cũng hoàn toàn có thể là rất là ok. Và thị trường nó sẽ có những cái cú swing, có những cái cú test để chúng ta biết được là mốc giá nó có hoàn toàn có thể gì đưa cho chúng ta đến những cái điểm mà thị trường gần như là lừa đảo là chính. Thị trường nó lừa tất cả những cái người vào và không am hiểu có thể mua và chờ đợi giống như là một cái việc gì đó tiết kiệm. Nhưng mà những cái nhà cái cũng như là những con cá mập nó chỉ mong sao chở chất đầy củi để nó đốt trong một cái mớ củi hỗn loạn đó, cũng như là chở đầy thuyền sau đó là gì ạ, nó cho giá chạy theo một cái mô hình mà gì ạ, không theo đám đông. Đám đông tưởng như là gì ạ, lao vào để mua nhưng thực ra nó có thể gì ạ, đánh xuống và đánh đắm. Thì đấy là những cái mà chúng ta có thể nhìn thấy ở thị trường vàng, thị trường Bitcoin hay bất kỳ một thị trường nào khác. Thì dầu tôi có thể đưa ra những cái phân tích và phán đoán như vậy để chúng ta có thể theo dõi. Mỗi khi đặt lệnh tôi có thể giao dịch tối đa là 50 lot. Tổng số lot của các lệnh giao dịch tối đa là bao nhiêu? Tối đa là 100 lot. Đúng không ạ? Đòn bẩy là thông thường là 100, cho nên chỉ cần ký quỹ 1%. Thế thì trong cái quá trình sử dụng đòn bẩy chúng ta phải hiểu được là cái cách mà chúng ta nhìn nhận free margin và level margin, đây là 11.379 thì tùy từng sàn. Nếu bị stop out là bị cháy tài khoản thì chúng ta sẽ nhìn thấy là nó sẽ còn 30% thì nó sẽ bị cháy tài khoản, hoặc là 10% thì bị cháy tài khoản. Đó, do vậy chúng ta phải sử dụng đòn bẩy linh hoạt. Nên nếu những người mà mở tài khoản 1.000 đô, chúng ta sẽ biết được 100, chúng ta sẽ đánh được 100.000 đô cho các cái tỷ lệ spot gold, spot oil. Do vậy chúng ta thường có xu hướng là gì ạ, đánh dài hạn để chúng ta biết được các cái mốc bán ra hay là mua vào để chúng ta theo dõi được cái margin level. 1.000 chia được 100 thì chúng ta được 100.000 để chúng ta có thể giao dịch. Do đó chúng ta sẽ nhìn thấy được các cái mốc để chúng ta dựa vào cái điểm đó để chúng ta mua hay bán, để chúng ta có thể chốt lời và cắt lỗ, tránh trường hợp chúng ta đánh quá nhiều hoặc là khối lượng lớn khiến cho cái mốc giá chúng ta không thể chịu được và chúng ta dưới 30% thì nó sẽ bị hỏng tài khoản. Khi giao dịch một lot, tức là một pip có giá trị 1 đô, đúng không ạ? Chúng ta nhìn thấy nếu tương tự 5 lot thì mỗi pip là giá trị 5 đô. Do vậy là cái thị trường này nó sẽ nhảy lên nhảy xuống, đúng không ạ? Thứ hai nữa là spread của UK coin khoảng 5 pip, spread của tất cả đều spread là cái độ giãn nở của giá đấy, chênh lệch mua và bán đấy là 5 pip. Khoảng cách của 100.05 là 5 pip, đây gọi là spread. Spread có thể thay đổi tùy theo tính thanh khoản thị trường, nó có thể giãn ra và co lại. Tôi có thể giữ lệnh qua tuần hay kỳ nghỉ lễ được không? Thì hoàn toàn có thể, tuy nhiên bạn nên cẩn trọng. Bởi trong các ngày nghỉ lễ có thể xảy ra những biến động lớn và gap. Đó, tức là khoảng nhảy giá giữa giá dầu thô khi kỳ nghỉ khác xa với mức trước kỳ nghỉ. Nó có thể nhảy lên một vài đô, không nó hạ. Do vậy là gì ạ? Giờ mở cửa lại nên là rất là nguy hiểm. Có thể nhảy qua các điểm stop loss của bạn. Vì vậy tốt nhất bạn nên đóng lệnh trước những ngày nghỉ. Do vậy là sẽ có rất nhiều người nói rằng là lệnh của tôi đang lỗ thì tôi đóng như thế nào, hay là lệnh của tôi đang lãi thì tôi sẽ phải đóng như nào, đúng không ạ? Đó, chúng ta sẽ nhìn thấy được các cái tỷ lệ để chúng ta chốt lời hay là chúng ta giao dịch cắt lỗ. Ý nghĩa của giá dầu Brent và oil, US oil Texas thì đợt vừa rồi chúng ta nhìn thấy được Nga và Ả Rập liên kết rồi chiến đấu để làm sao đánh cái dầu đá phiến của Mỹ này, đúng không ạ? Từ ngày có dầu đá phiến của Mỹ khiến cho giá dầu nó giảm thảm hại.
và cái dầu thô Brent là hay là một thùng dầu thô của Mỹ đúng không? Được tính theo đô la Mỹ. Các hợp đồng giao dịch có ngày hết hạn hay không, như tôi đã nói đúng không ạ, chúng ta đánh forex hay đánh spot thì chúng ta thường phải chọn những cái kỳ mà không có đáo hạn thì sẽ tốt hơn, bởi vì tôi giao dịch cái này rất là nhiều rồi. Khi mà các cái kỳ đáo hạn mà chúng ta đánh và mua bán mà chúng ta không có cái chiến lược thì lập tức là đến kỳ đáo hạn chúng ta bị lỗ, không lỗ thì tự thị trường nó cũng thanh khoản cái tài khoản đó và nó sẽ đóng cái tài khoản đó khiến cho chúng ta lỗ hoặc là lãi ít đúng không ạ. Do đó chúng ta mới hiểu được rằng là việc mà chúng ta chọn cái điểm spot, ví dụ giá dầu này chúng ta đang muốn mua vào, chúng ta cũng phải chọn cái UKS này thì chúng ta sẽ tốt hơn. Hoặc là chúng ta bán ra ở các cái mô hình spot này thì cũng sẽ không có các cái lệnh mà chúng ta bị thanh khoản. Do vậy là gì, cái việc mà chúng ta tính toán sao cho hợp lý nhất, đó là cái điều mà chúng ta phải lựa chọn và hiểu sâu về dầu. Điều gì sẽ xảy ra khi hợp đồng dầu thô hết hạn? Như tôi đã nói thì nếu nó hết hạn mà 2 ngày nữa, ví dụ ngày hôm nay là ngày 15, 2 ngày nữa nó hết hạn của dầu đối với một sàn nó quy định thì nó có rất là nhiều. Do vậy các bạn phải chat với support của các sàn để hiểu được rằng là một lot là bao nhiêu thùng, một thùng là bao nhiêu lot, hay là cái quy định ký quỹ có những đòn bẩy 1, 100, 1, 10 chẳng hạn như vậy. Thì đối với forex.com đây họ nói rằng là vào lúc 2 giờ 30 sáng tại các ngày hết hạn hợp đồng của các hợp đồng dầu thô sẽ mở và tự động kết toán. Điều này có nghĩa là các khoản lợi nhuận hay thua lỗ lập tức được cộng hay trừ đi trong tài khoản của bạn. Đó. Tại sao các hợp đồng lại hết hạn vào 2 giờ 30 sáng? Là bởi vì những thời điểm này trùng với Sở Giao dịch Hàng hóa New York. Vào ngày hết hạn hợp đồng thanh toán tiền mặt thì sẽ sử dụng tỷ giá nào? Đúng không ạ? Họ sẽ đưa ra các tỷ giá theo các quy định của sàn mà thôi. Các lệnh giao dịch ngoại tệ vàng bạc liệu có bị ảnh hưởng khi hợp đồng giao dịch thô hết hạn không? Hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Một lót tương ứng bao nhiêu thùng? Một lót hay một hợp đồng tương ứng 100 thùng nhé, hay một lót. Ví dụ ở đây tôi phân tích này, đúng không ạ? Tôi đã mua rất nhiều và tôi đã bán rất nhiều thùng, đúng không ạ? Giá dầu dựa trên giá dầu của tương lai hiện được giao dịch trên sàn lục địa ICE, tôi có thể giao dịch ở tài khoản nào, đúng không ạ? Chúng ta có thể dựa vào giao dịch. Có tính phí qua đêm hay không? À, không có tính phí qua đêm nhé, giá dầu không có tính phí qua đêm. Và vào lúc 2 giờ sáng tại ngày hết hạn hợp đồng, tất cả các dịch sẽ bị đóng lại sau khi hoàn tục thủ tục hết hạn thì lại lập tức là gì, có thể đặt lệnh vào mua tài khoản ở tài khoản đó. Vậy thì khi mà chúng ta nhìn thấy các cái câu hỏi về thị trường giá dầu thì chúng ta sẽ thấy là người ta nói rằng là dễ lắm mua đi hay là bán đi rất nhiều, nhưng mà dựa trên các vấn đề giao dịch thì chúng tôi có những cái quy trình để mà tư vấn về giá dầu. Giá dầu lúc này hoàn toàn có thể về vùng 17 đô trên một thùng. Vậy một lót chúng ta sẽ mua hoặc bán được 100 thùng. Do vậy được cái tỷ lệ mà số pip nó nhảy ra chúng ta phải tính toán hết sức là chi tiết. Các tài khoản, hầu hết những người hỏi tôi là mở tài khoản 1.000 hoặc 2.000 hoặc 5.000 đúng không? Để đánh dầu. Thì thực tế là gì ạ? Chúng ta còn có rất nhiều các cái cặp khác, ví dụ như Euro hay bảng Anh hay Japan Yen sẽ đánh tốt hơn thay vì giá dầu. Người ta lại nói rằng là nên bỏ một vài trăm triệu, tức là một vài chục nghìn đô ra để có thể trữ dầu, đúng không ạ? Thì tôi nói rằng là cái việc trữ là hoàn toàn có thể xảy ra. Tuy nhiên phải chọn được cái kỳ hạn, phải hiểu rất sâu về kỳ hạn, đáo hạn của dầu. Hay là chọn những cái việc mà chúng ta thấy được cái sự điểm spot dầu thì sẽ hay hơn. Do vậy là gì ạ? Chúng ta thường chọn là có chữ S ấy, là spot oil. Giống như là tôi nói, mặc dù giá nó cao hơn nhưng thực ra là tỷ lệ theo tỷ giá là cong ăn cong thẳng ăn thẳng thôi. Giá cao chúng ta sẽ được lời giá cao, lỗ chúng ta sẽ vẫn chớp lỗ theo tỷ lệ bình thường. Liên quan đến vấn đề kỹ thuật thì chúng ta sẽ biết được rằng là cái việc mà cả thị trường nói rằng là lao vào để mua dầu thì tôi lại sợ hãi, tôi lại mong muốn là bán dầu ra chứ không phải là việc mua vào. Cái việc bán dầu ra nó liên quan đến cái việc mà cả thế giới này đã biết giá dầu đang thấp nhất 14 năm. Do vậy ai cũng mong muốn là bây giờ mà có tiền thì ôm dầu thì tốt nhỉ. Nhưng thực tế là gì ạ? Giá dầu giống bao nhiêu năm nay, khi có tin đồn và khi có tất cả những cái mà chúng ta thấy được là thì giá lại càng bị sập thảm. Nó chỉ sập tất cả các tài khoản, cũng như là nó có một cái tỷ lệ rút chân nến rất là khủng khiếp, mà chúng ta mua khi nó đang lên thì sẽ tốt hơn. Tránh trường hợp khi mua khi đang xuống. Đây là một cái lời khuyên, kể cả giá vàng thế, chúng ta mua khi mà nó đang lên thì sẽ hay hơn là mua khi nó đang xuống. Ví dụ quỹ đảm bảo tín thác đảm bảo bằng vàng SPDR Gold Trust, đúng không? Luôn luôn mua khi giá vàng đang lên, lập tức giá bùng lên giống như một ngọn lửa được đổ thêm dầu cháy thêm khiến cho các tài khoản cháy đi.
Trường hợp thứ hai là giá vàng nó đang sập thảm thì SPDR lập tức bán thêm một lệnh khoảng độ chục tấn hoặc 2-3 tấn khiến cho giá vàng sập luôn. Do vậy là gì ạ? Chúng ta sẽ cháy tài khoản nếu trong trường hợp chúng ta mua. Do vậy dầu và vàng, người ta nói một dầu bằng 5 vàng, chúng ta thường sẽ phải sợ hãi khi mà giá đang sập. Giá đang sập chúng ta mà mua vào lập tức là diện nó dí cho $2, lập tức chúng ta cháy tài khoản, đúng không? Do vậy hầu hết các bạn bè của tôi đều gọi điện và chat với tôi ngày hôm nay nói rằng là chúng ta phải mua nhé, chúng ta mua, chúng ta ôm nhé, chúng ta tiết kiệm dầu nhé. Nhưng thực ra là không phải. Do vậy là việc chúng ta sẽ phải thấy được, tính toán được các cái cách để mà chúng ta xử lý dầu. Tuy nhiên cái việc đánh đấm của các tài khoản thì tôi không hướng đến các bạn giao dịch, bởi vì thị trường nó luôn luôn nguy hiểm. Những người thử mà đã hiểu được các cái quy trình của giá nó rất là thấp hay là rất là cao và cái tâm lý giao dịch thường là gì sẽ bị mất tiền. Chúng tôi hướng đến GMX là một trong những cái giải pháp không thua lỗ. Chúng ta có thể thấy được là GMX.Asia đưa ra các cái giải pháp để chúng ta có thể gì CRTL là một quỹ đảm bảo cái việc giao dịch cho chúng ta. Thứ nhất đó là các gói được quy định để no loss system, thông qua robot cũng được, hoặc là giao dịch bằng tay đối với các cái tỷ lệ và có thể trả lợi nhuận cho khách hàng. GMX bao gồm các gói với gói chuẩn 2-5, gói 2 thì 0-15, gói 3 bảo hiểm 70%, gói 4 là 50%. Và đặc biệt là mới gói 5, trong cái kỳ online COVID này thì chúng tôi có đưa ra các link IB ở dưới video này và chúng ta có thể tham khảo thông qua các việc giao dịch thông qua robot, lợi nhuận giao dịch phát sinh trên tài khoản chính của khách hàng và giao dịch theo link GMX. Sau đó khách hàng cam kết chuyển lại 35% lợi nhuận cho team GMX. Đây là cái gói mới. Chúng ta có thể tham khảo ở các cái video cũng như là các Facebook hàng ngày để team David đang phân tích về kênh cũng như là về cái cách để đầu tư cũng như là cái cách để tìm hiểu về các vấn đề về giá, giá dầu, giá Bitcoin, giá Ether. Và đặc biệt là gì ạ? Các vấn đề về vận hành robot, rồi các vấn đề phân tích tổng hợp Bitcoin, Ether, ETC, GMX, các quy trình vận hành robot trade, các sử dụng các cách sử dụng robot, các mô hình quản lý quỹ. Đây là những cái mà team David đang làm. Thứ hai nữa là chúng ta có thể thấy được là các cái quy trình để mà vận hành một cái quỹ cũng như là đưa ra các mô hình robot sao cho an toàn nhất, cho hiệu quả nhất để gì ạ? Chúng ta có thể thấy được là cái cách mà chúng ta vận hành sao cho các cái tài khoản nó tốt nhất. Tiếp theo nữa là GFX có những cái mô hình, chúng ta vào robottrade.vn để chúng ta theo dõi các cái mô hình và các quy trình và thiết lập các cái vấn đề về giao dịch đảm bảo, giao dịch an toàn cùng với team David. Thì hiện tại thì cái mùa COVID cũng như là cái vấn đề khủng hoảng thì rất nhiều người sẽ bị mất tiền. Tuy nhiên kinh doanh online thì lại làm lợi lên cho chúng ta. Chúng ta có thể sử dụng các cái kênh video cũng như là các cái vấn đề về kiếm tiền trong giao dịch, kiếm tiền trong online thì chúng ta sẽ có được cái mô hình để chúng ta kiếm tiền sao cho nó tốt nhất. Cái việc mà chúng ta giao dịch online sẽ giúp cho chúng ta có được cái cơ hội, ví dụ như là các cái cặp tỷ giá để chúng ta phân tích. Là các cặp về vàng ngày hôm qua chúng ta thấy được giá vàng ở trên cao và nó đã xuống, đó, giá vàng đã xuống. Và các cái mốc giá từ 1746 đã xuống đến 1709, đúng không ạ? Và chúng ta biết được các mức cản, đây gọi là các cơ hội của giá. Thứ hai, các cặp như là chứng khoán Mỹ, rồi rất nhiều các cặp tỷ giá khiến cho chúng ta có những cái cơ hội đối với Japan Yen hay là Úc và giá cà phê hay thậm chí giá đường. Trong thời gian tới, tôi cũng sẽ chia sẻ với mọi người về giá đường mà chúng ta cũng có thể lưu tâm tới. Sugar hiện tại là 10 đô, đúng không ạ? Người ta đang tính ra theo 10 đô. Giá của Sugar có thể được đưa ra theo các cái mô hình mà chúng ta mua và bán. Đây cũng được coi là thấp nhất trong 12 năm qua, đúng không ạ? Giá Sugar. Vậy muốn đánh Sugar như thế nào, chúng ta cũng phải biết được các cái pip, các cái số ách. Do vậy thì khủng hoảng là tất cả các giá nó xuống. Do vậy chúng ta ngồi ở đây và chúng ta giao dịch khiến cho chúng ta tìm ra những cơ hội thấp nhất. Có những người nói rằng mua Sugar, nhưng mà chúng tôi thì bán Sugar ra và chúng ta chọn những cái kỳ của giật giá cũng như là stop loss và cả thế giới nó nhìn thấy thì chúng ta phải đi theo
cái hướng mà ngược lại. Do vậy chúng ta biết được là hầu hết ai nhìn thấy rồi thì thông tin đến chúng ta là rất là muộn, đúng không ạ? Do đó chúng ta phải có cách làm khác. Ngoài ra chúng ta cũng xem xét được các cái mã cổ phiếu của Alibaba hay là Boeing, đúng không ạ? Sập thảm nhưng mà được bơm tiền, chúng ta cũng thấy được các mốc giá, đúng không ạ? Hiện tại Boeing đang thấp chưa từng thấy, đúng không ạ? Ở các cái mốc mà chúng ta nhìn thấy ở tháng 2 và bây giờ nó đang được trợ giá và cũng là một cơ hội. Tiếp theo, rất nhiều các cổ phiếu của các công ty công nghệ thì sẽ lên, đúng không ạ? Tesla cũng đang lên, đúng không ạ? Tesla cũng lên, Zoom lên, đúng không ạ? Rất nhiều. Nhưng mà chúng ta ngồi ở đây, chúng ta sẽ tìm hiểu được xem làm thế nào để chúng ta mua các cổ phiếu đó và chúng ta có được cái cách để nhìn nhận. Ở video này giới hạn về cái chia sẻ về giá dầu, cho nên tôi sẽ tìm các video tới đây, tôi sẽ nói về CFD cũng như là đưa ra các giải pháp để chúng ta có thể đầu tư dưới một cái góc độ là ok nhất. Và hy vọng rằng GFX sẽ đưa ra đến cho chúng ta những cái quy trình và những cái lời khuyên bổ ích trong cái việc đầu tư. Và hy vọng rằng chúng ta đừng ngần ngại liên lạc với Zalo 0987732228 để chúng ta có thể giao lưu cũng như là đưa ra các giải pháp đầu tư trong tương lai. Trong mùa Covid này có rất nhiều điều, trong kỳ khủng hoảng người ta mất tiền nhưng chúng ta sẽ kiếm được tiền. Ví dụ ở cái tài khoản này chúng ta đã nhìn thấy được chúng ta đã kiếm tiền ở sell giá vàng, đúng không ạ? Và chúng ta nhìn thấy bình quân giá và chúng ta đã được lợi rất là tốt. Chúng ta có thể nhìn thấy sell Bitcoin, đúng không ạ? Chúng ta sell Bitcoin, đúng không ạ? Rất là ngày hôm nay thì tỷ lệ sell Bitcoin rất là tốt, đúng không ạ? Từ đó chúng ta có được cái tỷ lệ, nếu ai theo dõi sóng thì hôm nay chúng ta đã nhìn thấy các cái mốc của Bitcoin đã sập và rất là tốt theo đúng các cái ý đồ phân tích. Với robot chay thì chúng ta theo dõi và đưa ra các cái cách để chúng ta nhìn nhận. Chúng ta có thể theo dõi kênh của ông già đầu tư. Xin được cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại.